Người mình thương yêu đến với mình thì là do duyên nghiệp của mình hay là do tác ý của mình ạ? Làm thế nào để chọn được bạn đồng tu khi sống ở tại gia? Con xin cảm ơn sư ông. Không nên chọn. Không nên chọn. Có khi mình lấy một cái người mà là khác cái tư tưởng tôn giáo, khác cái pháp hành chẳng hạn, có khi vậy mình giúp mình tiến bộ hơn cũng chừng. Nhất thiết là phải là cái người đó phải đồng hành với mình mới được. Không quan trọng chuyện đó. Nhiều khi những cái khác biệt đó đó chính là những cái thử thách để mà mình hiểu rõ mình hơn. Đó. Tất cả, thầy cho nên thầy mới nói rằng là tất cả mọi cái hoàn cảnh mà đến với mình á, dù là được bất thành bại vui khổ gì hết thì đều là những yếu tố để giúp mình giác ngộ hết á. Cho nên nó thực ra là mình không thể chọn lựa. Mà đôi lúc á, mình chọn lựa thì lại là đúng với sự kêu bằng tạm thời mình dùng một cái từ mà là an bài của cái nhân quả duyên nghiệp. Mà mình tưởng là mình chọn. Thầy thường hay kể cái chuyện ngài Chakupala đó, ngài không chọn cái tu kiểu gì mà ngài này chọn cái tu mà để mua bắp. Ngài chọn cái tu là muốn mau chứng ngộ á, thì ngài mới là không ngủ đó, để mà tu cho nó nhiều thời gian cho nhanh để mà giác ngộ. Cho nên ngài không ngủ luôn. Ngài không ngủ một thời gian á, thì khi mà ngài vừa chứng ngộ a la hán á thì ngài cũng mù mắt luôn. Thì mình mới nghiệm cái câu chuyện này hết là cũng lạ. Bởi vì khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài nói là Chakupala đó là kiếp trước là làm thầy thuốc, làm thầy thuốc mà đặc biệt là thuốc chữa mắt. Ông chữa mắt rất là giỏi. Thì có một người đó bị mù thì đến xin chữa. Thì khi mà cái người đó bởi vì muốn thấy cho nên nó mới là điều kiện gì cũng được, thì người đó mới phát nguyện là thầy, bởi vì hồi xưa là không có trả tiền bạc rồi này kia giống như bây giờ, mà hồi xưa là giống như ai có gạo thì đem biếu gạo cho thầy, ai có nếp hay là có đầu rồi gì đó thì cứ đem tới biếu cho thầy thôi. Thì cái bà này thì bà có lẽ bà không có gì cho nên bà nói là nếu mà bà đành thì bà sẽ là bà phục vụ cho thầy thuốc đó suốt đời. Nhưng mà khi bà lành rồi cái bà thấy rồi, cái bà thích quá, cái bà đi mất. Thì vì thầy thuốc đó đó mới nói là chưa đâu, đó là mới sáng vậy thôi, nhưng mà phải nhọ thêm một lần nữa thì nó mới sáng hẳn. Gạt cái bà đó như vậy, cái bà đó bà trở lại rồi, bởi vì thầy thuốc đó nhọ một cái cho bà mù mắt luôn. Tức là bà không chịu làm theo lời hứa cho nên cho bà mù mắt trở lại. Thì bây giờ không chọn tu kiểu gì mà là chọn tu phát nguyện tu rồi đàng hoàng chứ. Thì mình tự đâu là phát nguyện đó là oai lắm nhé. Nhưng mà phát nguyện để cuối cùng đưa tới cái là bị mù mắt. Vậy thì cũng chưa chắc là mình đã phát nguyện đâu. Có cái người đó đó, có một cái cô đó đó, cô có hai người yêu cô. Khi cô học trong một cái lớp á, thì có hai anh chàng cùng học trong lớp á, là yêu cô. Mà cô mới chọn một người. Cô mới chọn một người, thì chọn tất nhiên là đúng theo mình rồi. Chọn tất nhiên mình thấy mình thích người nào mình mới chọn người đó chứ. Khi chọn cái người đó rồi cả, thì á, coi như là cuộc hôn nhân đó coi như cực kỳ đau khổ. Mấy chục năm sau á, thì mới gặp lại cái anh kia. Thì anh kia là một gia đình rất hạnh phúc. Anh kia sống rất đàng hoàng và gia đình rất hạnh phúc. Vậy thì
cái việc tròn đó là đúng hay sai. Bây giờ mình nói đúng cũng được mà nói sai cũng được. Mình nói đúng thì sao, tròn đúng thì sao, bây giờ là chịu khổ. Còn tròn sai á, tròn sai đó thì sao mà đúng với nhân quả được. Nhưng mà sau đó chị đó mới, chị mới nói là, chị nói cái này thì đúng nè. Chị nói là sau khi mà con thấy ra cái điều này rồi á, nhưng mà nếu, nhưng mà chúng nhờ cái khổ đó đó con mới đi tìm đạo, cho nên con mới là học đạo. Rồi bây giờ con nghe pháp của thầy hàng ngày, và lúc đó đó, lúc mà chị bắt đầu nghe pháp á, là lúc đó chị đau khổ lắm. Thì khi mà chị nghe pháp rồi á, thì chị vẫn bình thường, tức là chị vẫn đối xử với ông chồng đó rất là tốt, mặc dù ông chồng đó rất xấu nhưng mà chị vẫn đối xử rất tốt. Là chị thay đổi được con người của mình. Thế như vậy thì chị mới nói là như vậy là con cũng thấy vui, mặc dù là mình chọn sai. Chọn sai theo cái nghĩa là mình chọn không đúng như mình nghĩ, nhưng mà lại nhờ như vậy mình mới học đạo được. Chưa chắc mình chọn đúng thì nó lại đã tốt hơn. Vì vậy trên đời này á, bây giờ mình nói là mình chọn hay đó là pháp đưa đẩy thì khó mà nói. Không phải là mình chọn mà là pháp đưa đẩy. Ví dụ bây giờ thầy chọn đi tu, nếu mà thầy chọn đi tu thì tại sao trong tự vi lại nói là thầy là người đi tu chứ đâu phải chọn. Tức là cái chuyện đó nó giống như là đã an bài trước rồi chứ đâu phải chọn. Do đó nó mới có một cái thuyết, người ta quan sát những cái việc như vậy nên có những cái thuyết người ta gọi là thuyết tất định, hay là cái thuyết là kêu bằng cái gì, tức là mọi sự đã an bài trước đó. Rồi mọi người ta nghĩ ra rằng là có một cái vị nào đó, thượng đế hay là ai đó tạo hóa đó, đứng sắp đặt tất cả mọi chuyện đó. Nhưng mà thực ra thì tất cả những cái đó là một phần á là sự vận hành của pháp, và một phần á là do cái nhận thức và hành vi của mình mà tạo ra. Cho nên nó phải đi theo một cái hướng, mà hướng đó là cũng là nhất định. Nó không phải tất định nhưng mà nó cũng nhất định bởi vì mọi người sinh ra đó, thì Đức Phật Ngài cũng nói rằng là mọi người sinh ra là có một sinh nghiệp. Thì sinh nghiệp là gì? Sinh nghiệp là từ sinh ra cho đến chết nó phải trải qua một cái đời sống như vậy, cho nên thì gọi là sinh nghiệp. Tuy nhiên cái khác biệt là chỗ này, một người qua sinh nghiệp đó lại tạo tác sai lầm, hay là một người qua sinh nghiệp đó là giác ngộ, thì cái đó lại là một phần khác, chứ không phải là, cho nên không phải là hoàn toàn cái sinh nghiệp là mình phải chịu hoàn toàn, mà là qua cái sinh nghiệp đó mình có cái thái độ như thế nào để mình giác ngộ hay là không giác ngộ, hay là đưa đến phiền não khổ đau thêm, thì cái đó là do cái thái độ của mình. Còn cái nó nói định sẵn cũng đúng. Thí dụ như bây giờ mình có một cái hạt mít, mình muốn trồng mít, cái mình lấy một cái hạt mít mình gieo. Thì bây giờ cái hạt mít này đó là nó có cái muối là muối mít là vàng hay là muối mít trắng, thì đó là tất định rồi. Tất định trong cái cây mít đó, tất cả nó đã có trong cái yếu tố của cái hạt mít đó. Cho nên khi mình gieo cái hạt mít đó thì nhất định nó sẽ ra cái mít dừa, chứ không phải là ra mít nghệ. Quê thầy ấy, thì gọi cái mít mà nó ra trắng là mít dừa, còn ra vàng là mít nghệ. Thì nó mít vàng hay mít nghệ đó là gần như nó định sẵn rồi.
định sẵn trong cái hạt mít đó rồi. Đó. Thì bây giờ đó, khi mình sinh ra đó, thì mình phải trải qua cái sinh nghiệp đó. Tuy nhiên cái thái độ của mình học hỏi được gì trong cái thái độ của mình đối với cái sinh nghiệp đó đó mới là vấn đề, chứ không phải là sinh nghiệp gì. Tất cả sinh nghiệp, dù là giàu nghèo, được mất hơn thua gì đó, cũng đều bình đẳng hết. Bình đẳng trên sự giác ngộ. Ví dụ như người đó nghèo nhưng lại giác ngộ, người kia giàu nhưng mà lại sa đọa. Chẳng phải nói là hệ giàu mới giác ngộ, còn nghèo là sa đọa, không phải vậy. Mình nói là giàu là có phước, còn nghèo là vô phước, không phải. Mà nghèo nhưng mà lại là có thái độ đúng đắn thì mới là phước, còn giàu mà thái độ không đúng đắn là tội. Chứ không phải là giàu là phước mà nghèo là tội. Mà cho nên cái sinh nghiệp của mọi người á, sinh nghiệp bây giờ thầy lấy lại ví dụ này, sinh nghiệp của người này là ổi, sinh nghiệp của người kia là cam, sinh nghiệp của người kia là xoài, sinh nghiệp của người nọ là mít. Thì khi mà đã mít thì phải mít thôi, khi đã xoài thì phải xoài thôi, khi cam thì phải cam thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ cái thái độ của mình á, mình là mít, nhưng mà cái thái độ của mình lại học được từ cái mít đó ra bài học giác ngộ thì người đó thành công. Còn nếu mà qua cái mít đó mà mình cứ muốn thành xoài, mình cứ muốn thành bưởi, mình cứ muốn lung tung hết trơn á, thì cuối cùng mình cũng không hoàn thành được cái bài học giác ngộ của mình, mà mình chỉ mơ mộng thôi. Đó, đại khái. Thành ra vẫn là mít hay là vẫn là xoài, nhưng mà có giác ngộ được hay không giác ngộ được là tùy thái độ nhận thức và hành vi của mình. Đó. Con kính thưa sư ông, theo như con hiểu về duyên sinh thì vạn vật được hình thành do sự tương tác của nhiều nguyên nhân khác nhau. Vừa rồi có một vị gửi cho con một trích dẫn của Lão Tử: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vậy xin sư ông cho con hỏi là nên hiểu sao về trích dẫn này để không mâu thuẫn với lý duyên sinh ạ? Con xin cảm ơn. Thật ra lý duyên sinh chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật là lý duyên sinh đấy. Tức là bây giờ mình phải nói cụ thể thì mới được. Chứ mình nói kiểu không không thì mình khó hiểu. Bây giờ mình nói cụ thể. Thí dụ như mình, nếu mà cái tâm mình mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì gọi là thái cực, tức là không có sinh gì cả, gọi là tâm bất sinh. Giống như là thiền sư Ban Kê gọi đó là tâm bất sinh. Mà Đức Phật Ngài cũng gọi cái tâm đó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đó. Tức là cái tâm đó nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng vậy thôi. Nhưng bây giờ nếu mình sinh khởi lên một cái tâm, khi mình sinh khởi lên một cái tâm thì nhất là sinh nhị liền. Cho nên nhiều người hỏi tại sao con khởi lên một cái ý nghĩ thì nó có một cái ý nghĩ khác, nó đối nghịch lại. Ví dụ như mình nói là hồi bữa nay mình nghĩ lễ cho nên mình đi du lịch, thì liền có một cái ý nghĩ khác là thôi bây giờ tiết kiệm tiền để mà mình sửa nhà. Nó luôn luôn nó như vậy. Tức là hay nó sinh ra cái ý nghĩ này thì nó sẽ có một cái ý nghĩ khác kèm theo. Nếu một cái ý nghĩ nào nó mạnh á thì nó sẽ đi theo cái hướng đó. Bây giờ vì thích đi du lịch quá cho nên thôi, để lần sau mình tiết kiệm tiền sau rồi mình sửa nhà sau cũng được, bây giờ đi du lịch cái đã. Thì cái ý du lịch đó nó sẽ mạnh hơn. Nhưng đến khi đi du lịch rồi cái thì cái ý kia nó lại mạnh lại. Phải chứ hồi đó mình đứng đi du lịch thì bây giờ mình đã có tiền sửa nhà rồi. Thì dù vậy. Tức là nó cứ, nhưng mà cái hai này nó có cái hay á. Mà hễ mà đã hai rồi á, hễ đã hai rồi thì có một sự tương tác giữa hai á thì nó thành ba. Đó, thì đó là nói đơn giản thôi. Còn nói phức tạp hơn chút xíu nữa
là thái cực sinh lượng nghi sinh tứ tường sinh bát quái sinh 64 cái tướng khác nhau, cái tướng trạng khác nhau. Đó. Và từ cái 64 tướng trạng khác nhau đó, nó lại trùng trùng dương khởi với nhau, nó lại sinh ra muôn loài vạn vật và nó biến hóa vô cùng. Cái nào cũng biến hóa hết đó. Ví dụ như từ một cái hạt ổi, nhưng mà nó biến hóa thành ra một cái ổi thật là lớn. Cho nó không có dừng lại chỗ nào cả. Cho nên nó cứ chuyển biến. Thì cái mà cứ, cái đó gọi là sinh sinh chi vị dịch. Tức là nó cứ sinh ra là nó, rồi nó biến chuyển, nó cứ làm liên tục như vậy. Thì theo cái theo pháp á, thì luôn luôn là có hai mặt, một mặt là tánh, một mặt là tướng. Không bỏ tướng đi được mà cũng không bỏ tánh đi được. Thì cái người giác ngộ đó là thấy rõ tướng như thế nào, tánh như thế nào, chứ cũng không phải bỏ tướng để theo tánh mà cũng không phải bỏ tánh để theo tướng, mà là phải thấy rõ cái tánh và tướng của mỗi pháp. À, cái đó là cái người giác ngộ là như vậy. Cho người giác ngộ không phải là bỏ hết tất cả cái tướng rồi mới để mà trù vào trong cái tánh không á, là cũng không được. À, mà thấy rõ tướng thì như thế nào, cái gì thì là tục đế, cái gì là chân đế, thì cái người giác ngộ là thấy rõ để mà thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cho nên á là à, mà khoan nào hỏi lại cái đấy nhé. À, thì đó, trong dịch lý đó thì nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hay là thái cực sinh lượng nghi, nhất là thái cực á, thái cực sinh lượng nghi, lượng nghi sinh tư tưởng á, thì cũng đều nói giống nhau. Thì bên đạo Phật mình á, ví dụ như trong cái lý duyên khởi á, là nếu như mình tròn vẹn rõ biết cái đang là, tức là tinh tấn chánh niệm tinh giác mà đúng mức á, thì mình hoàn toàn tâm một rộng lặng trong sáng nơi cái đang là, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ mình khởi sinh lên một cái ý muốn đi tìm một cái sự hoàn hảo nào đó chẳng hạn, thì lúc đó đó, tức là mình không thấy được cái sự hoàn hảo đang là. Nếu mình thấy, nếu thấy được cái sự hoàn hảo đang là đó, thì mình không cần khởi sinh ra cái sự tìm kiếm nào nữa. Nhưng mà bởi vì mình không thấy sự hoàn hảo đang là, cho nên mình khởi lên ý muốn tìm kiếm, thì cái không thấy cái sự hoàn hảo đang là đó gọi là vô minh, và khởi lên một cái ý tìm kiếm đó là gọi là ái dục đó. Mà khi ái dục á, thì nó sẽ khi có một cái ý khởi lên rồi á, thì nó tạo ra danh sắc rồi tạo ra lục nhập đó. Lục nhập rồi sinh ra ái thụ hữu sinh lạc tự thầu bi khổ ưu não, tức là cũng vậy, tức là từ một cái chỗ mình không sáng suốt rõ biết, không tròn vẹn rõ biết cái đang là, mình khởi lên một cái muốn biết, muốn đạt được một cái gì đó, thì nó liền tạo ra cả một cái vòng luân hồi sinh tử. À, thì cái đó nó cũng là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cho nên tuy là cái cách nói diễn tả khác nhau, nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài nói cụ thể vào cái thái độ của con người. À, để vì là giải quyết được cái khổ đau phiền não của con người, cho nên Ngài nói cái mà thập nhị nhân duyên là nói vào cái chỗ đâu là bất sinh mà đâu là sinh. Hệ sinh á, thì nó sẽ sinh ra, cái đã sinh á, thì nó sẽ sinh ra một cái chuỗi sinh lão tự sầu bi khổ ưu não đó. Cho nên á, Đức Phật Ngài mới nói là cái giáo pháp của Như Lai đó đơn giản chỉ là thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về lại cái không sinh không hữu không tác không thành, tức là bỏ đi cái
cái tham vọng hoàn hảo theo ý mình để trở về với sự hoàn hảo của pháp đã sẵn có. Đó. Thành ra giống nhau thôi, nhưng mà Đức Phật là chú trọng vào cái chuyện bên kia thì nói cái gì cũng được, nói cả vật lý, cả sinh học, cả tâm lý gì đủ thứ. Còn Đức Phật là ngài chủ yếu là nói vào cái nghiệp. Đó. Cái nghiệp là một chuỗi động tác mà nó cứ tạo thành mạng, cái trùng trùng duyên khởi mạng. Còn nếu mà cái người mà bắt đầu biết thấy cái trùng trùng duyên khởi đó nó vô ích, nó chỉ là ảo tượng, thì người đó mới bắt đầu trở về với sống tròn vẹn tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, tròn vẹn với cái pháp đang là.